Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mọi người quay lại với kênh YouTube của mình nha. Sáng hôm nay thì mình quay lại cái content Sword Builder. Và cái team mình xây dựng hôm nay sẽ là full một đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha nha nè. Bây giờ mình sẽ vào chợ và mua những cái con hàng ở cái mức giá khá là rẻ nha. George Fonte Ultimate Team of the Season chỉ có 1 triệu 4 coin thôi nè. Khá là rẻ cho con hàng, rất là đẹp nè. Có cả BB nè. Ok, bây giờ anh em cùng mình xem hết cái video này nha. Cái nội dung chính sẽ là mua những con hàng Bồ Đào Nha và về xây dựng một cái đội hình, và sau đó sẽ đá 2 trận head to head gửi tới tất cả anh em cùng xem nha. Anh em nào yêu quý đội tuyển Bồ Đào Nha thì có thể ở lại xem nè, và xem mình sẽ xây dựng những con hàng nào và trong cái sơ đồ nào nha. Tất nhiên là sẽ có rất rất nhiều con hàng ở tất cả những vị trí, nhưng mà mình sẽ chọn những con hàng phù hợp với khả năng của mình. Và mình sẽ xây dựng cái team theo cái đội hình chỉ phù hợp với những cầu thủ đúng vị trí nha. Ok, mình mua cả Bruno Fernandes này, con hàng không thể thiếu trong cái team đội tuyển Bồ Đào Nha được. Giá 6,9 triệu cũng khá là rẻ. Ok, quả thẻ thì rất rất là đẹp luôn. Có cả Bernardo Silva này, 1,8 triệu over 107 cũng khá là được trong một áo Manchester City. Những con hàng của Bồ Đào Nha thì đặc biệt rất là over, rất là cao luôn anh em ạ. Đây có con John Mario này nè, con này giá cũng khá cao. Con này không, mình không nhớ là nó nằm ở trong bắc hay như thế nào mà giá khá cao. Để xem, mình xem cái giá 5,9 triệu. Ok, mình sẽ mua con hàng này, John Mario. Có cả con những con hàng của Wolverhampton nữa, nhưng mà cái over nó khá thấp anh em, cho nên mình chỉ chọn mua sẵn những con hàng có over cao nha. Con hàng K179 Long Basin. Ok, đó là những con hàng mình mua. Và những con hàng này á, mình chỉ mua và đem về đá luôn over gốc nha nè. Những con hàng không up lên một cái gì hết thì để xem thử là có cân được mọi đối thủ hay không. Cái team của mình hiện tại 112, mình vẫn chưa up lên nè. Cái team weekend thì 170. Với mình thì hiện tại cũng khá đủ dùng trong những cái over như thế này rồi. Mình không cần up lên thêm nữa. Về cái team Legacy là sẽ không mang đi được như thế này, cho nên anh em chú ý. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái team để mình xây cái đội tuyển Bồ Đào Nha này. Một đội tuyển cũng rất là được yêu thích này. Giờ mình sẽ bấm vào cái Nation này và mình chọn cái Portugal. Ok, giờ full đội tuyển Bồ Đào Nha nha này. Vị trí CEM sẽ là Bruno Fernandes. Ui, rất là đẹp trong quả thẻ Ultimate luôn. John Fonte sẽ là vị trí CB. Hai con hàng Ultimate của Bồ Đào Nha. Những quả thẻ được từng được rất nhiều người mơ ước anh em ạ. Hiện tại thì giá là khá là rẻ rồi. RW sẽ là Luis Figo, một Brighton. Và ET chắc chắn sẽ không ai khác rồi anh em. ET của chúng ta sẽ là CR7 nè. Đó, một tiền đạo siêu gánh tim. Ui, rất là đẹp luôn. Và vị trí LW mình sẽ dùng là Diogo Jota này, một con hàng cũng rất được ưa dùng gần đây của Liverpool này. Khá đẹp trong cái quả thẻ Nation Hero. Vị trí này sẽ là Bernardo Silva. Bernardo Silva anh em đang chơi hay không? Hiện tại mình thấy con hàng rất là ngon trong cái khả năng kiểu như là phát động tấn công luôn anh em. Nó có banh và nó xử lý rất là mượt mà luôn. Mình đã gặp rất là nhiều đối thủ đã Bernardo Silva và xử lý rất là ngon gọn luôn. Vị trí RB sẽ là Nelson Semedo nha. Con hàng cũng đầy tốc độ luôn, RB đầy tốc độ. Và chắc chắn sẽ không thể thiếu là BB nè. Hậu vệ đầy sức mạnh nè. Một đầu gấu thật sự luôn. BB là một đầu gấu thật sự luôn. Thời còn đá cho Real Madrid, đầu gấu thật sự. LB sẽ là Guerrero. Ok, con hàng của Borussia Dortmund. Yusisa sẽ là GK nha. Trong over 109 nè. Còn Yusisa này cũng là một tân binh khá là ấn tượng của Wolverhampton nè. Đó, đây. Bây giờ mình xem qua chỉ số những cái con hàng nổi bật nha. Những con hàng Diogo Jota nè. Cái chỉ số skill boost là attacking này cũng khá ngon nè. 102 sức mạnh thì khá yếu, nhưng mà chỉ số tấn công thì cũng được nè. Ui, có cả Ronaldo chớp nữa nè. Có cái skill ẩn là dắt bóng nhanh. Ok, 1m78 thôi, cũng khá bé. Đó, là con hàng Diogo Jota. Xem thử những con hàng nổi bật như là Bernardo Silva thì skill striker này. Ui, CM mà là skill boost tấn công khủng khiếp luôn.
chọn vị trí 140, Agility, Crippling 140. Con hàng chị cũng có 1m73 nè. Những con hàng Bồ Đào Nha thì có cái thể hình khá là bé, như Bruno Fernandes rồi kiểu cũng rất là bé thôi. Con hàng Fonte này thì 1m91 nè. Con hàng CB này rất là to cao nè. Trước kia mình cũng có chơi qua một thời gian nè, lúc mà hàng Ultimate nó mới ra đó, bao 1m91 và có cả đánh đầu mạnh nha, heo to heo và đánh đầu mạnh nặng 84 cân. Con hàng rất là ngon á, chỉ có skill boost Destroyer, nếu anh em up được cái skill boost đó thì vẫn có thể chơi được con hàng rất là ngon. BB thì trong cái skill boost là Bucking nè, ui 1m88 rất là ngon, con hàng kèm rất là ngon luôn, theo kèm rất là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ xem những cái sơ đồ khác, xem cái tuyển Bồ Đào Nha nó sẽ ra sao nha. Sau cái tuyển Bồ Đào Nha này thì chắc chắn sẽ có thêm một cái squad builder về Brazil nữa nè. Vì mình có đăng lên cái tab cộng đồng là mình sẽ làm hai cái đội tuyển quốc gia này trước nha, Bồ Đào Nha và sau đó sẽ đến là Brazil. Vì số lượt vote cho cái Bồ Đào Nha này nhiều hơn cho nên mình phải làm Bồ Đào Nha trước và sau đó sẽ là Brazil. Và tiếp đó thì có thể là cả Ý và Anh nè, Ý và Anh nè, những cái đội tuyển quốc gia mà mình rất là yêu thích. Anh em còn yêu cầu những cái đội tuyển quốc gia nào khác mà anh em cảm thấy team squad nó đẹp thì anh em có thể bình luận vào bên dưới cái video này nha. Nếu mình cảm thấy hợp lý và nằm trong khả năng thì mình sẽ squad builder những cái đội tuyển quốc gia đó. Bây giờ mình sẽ đổi màu áo về cái giải vô địch của Bồ Đào Nha luôn này. Mình sẽ dùng Porto này, mình có cả Benfica nhưng mà mình sẽ dùng cái màu áo của Porto nha, nhìn cũng khá được mắt luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đá hai trận head to head để cho anh em và mình cùng xem thử cái team Bồ Đào Nha như thế này thì đủ đi cân cả thế giới hay không nha. Team khá rẻ thôi, đâu đó khoảng chừng hơn 25 triệu coin thì phải, nhưng mà được cái team thì khá full luôn. Nếu mà mua hết trừ cả Luis Figo ra thì cũng không tới, mình nghĩ không tới 30 triệu coin đâu anh em, nhưng mà cái team rất là mạnh luôn. Rất là đồng đều ở các tuyến luôn và cũng không cần up thêm một cái gì luôn, chỉ để vậy và chơi luôn. Rất là được nếu mà anh em muốn trải nghiệm những cái team của đội tuyển quốc gia nha. Ok, bây giờ trận đấu đầu tiên xem nào. Gặp anh bạn này không biết là người Malaysia hay là người Indonesia nữa. Nếu xem Simido, pha mở bóng tuyệt vời chứ. Mở bằng má ngoài chân phải. Anh bạn có Ronaldinho kìa. BB. Ui, con hàng BB nó kiểu rất là chém đinh chặt sắt luôn anh em. Bạn rất là giống từ ngoài đời thật vào trong game luôn, rất là khỏe luôn. 1m88 thì những con hàng rất là cứng luôn anh em. Dù cái móc over của nó chỉ là 100 thôi nha, nhưng mà khả năng sức mạnh rất là thừa luôn. Ui, Lukaku đã đánh đầu thành bàn rồi, khá sớm luôn, phút thứ 10 thôi. Vẫn chưa thể hiện được sức tấn công thì đã bị lủng một bàn nè. Nhìn xem nào, Luis Figo, ui, phải xử lý khá fail. Luis Figo thì kiểu khá cứng, đá kiểu rất là tạ luôn, Brighton rất là tạ. Bernardo Silva đó, con hàng Bernardo Silva kiểu xoay sở và kiểu tấn công rất là mượt luôn. Con hàng rất là bé thôi nhưng mà kiểu mình thấy cầm bóng và xử lý tấn công rất là mượt mà. Ui, anh bạn lại xoay người mở bóng không thành công cho Ronaldinho. Xem này, Diogo Jota, không được rồi. Alexander Arnold, Ronaldo, qua người khá được luôn, quá mượt. Tay anh bạn đá khá dẻo anh em ạ. Ui, Ronaldo đánh đầu khá với. Và này thì con Yoshisa đã phản xạ thành công. Lại bị gốc. Ui, không được rồi. Đó là con BB anh em ạ. Nhìn nó thủ bóng bọng cũng rất là yên tâm. Ôi, con hàng Giro, con hàng LB thủ cánh, Lukaku quả này toan rồi. Ui. Bị hai quả góc, hai quả tấn công góc đều hai bàn thua từ Lukaku. Ui, cay thế nhỉ. Tiếp tục xem nào, vẫn chưa thể hiện được sức tấn công thì đã bị thua hai bàn. Juan Mario. Double pass xem. Ui, không được rồi. Ui. Phải ra chân ngay lập tức của Luisigo nhưng khá nhẹ. Bóng lực đi khá nhẹ. Bruno Fernandes vẫn vậy, vẫn đá rất là nhiệt luôn, chạy khắp sân. Đây rồi, đã lấy được bóng rồi, đưa cho Joe Mario kìa. Ui, con hàng xử lý khá là chậm. Chậm Maldini. Cố lên nào,
thua 2-0 rồi, không được từ bỏ. Never get up nữa. Bernardo Silva. Ui, chuyển trò kiểu này toang rồi. Juan Mario pha mở bóng tuyệt vời này. Diego Jota. Ui, pha càng lớn và dứt điểm tuyệt vời của Diego Jota này. Ui, anh bạn này đít like. Bạn tính thế nhỉ? Ghi bàn đẹp thế này vẫn đít like. Ui, đỡ bóng bằng gói và dứt điểm tuyệt vời luôn anh ạ. Đã rút ngắn được tỷ số rồi. Cuối hiệp 1 đã rút ngắn được một bàn rồi. Xem là tiếp tục hiệp 2 sẽ diễn biến như thế nào đây. Team Bồ Đào Nha có thể cân được anh bạn này hay không? Ừ, không được. Anh em biên hơi non của anh bạn. Biên khá là non tay. Faza chắc anh bạn này đến từ Malaysia rồi. Cái tên khá giống người Malaysia. Ok, đó là hiệp đấu đầu tiên trong cái trận squad builder Bồ Đào Nha này nha. Và những cái squad team kiểu này, content squad team mình chỉ đá 2 trận head to head thôi nha này. Mình chỉ đá 2 trận head to head để cống hiến và gửi tới sự giải trí cho tất cả anh em cùng xem với mình thôi. Để xem cái team của cái đội hình đó đá có thật sự mạnh hay không. Ôi, Ronaldo, một đường chuyền tuyệt vời và một cú dứt điểm cực gọn luôn anh em. Quân bình tỷ số 2 đều rồi. Ui, lại là người hùng CR7 thôi, không ai khác. chỉ có CR7 mới có thể gánh được team. Ui, pha đỡ bóng và dứt điểm gọn, rất là gọn gàng. Pha cứa rất là gọn luôn nha. Tuyệt vời thật sự. Phút thứ 53 thì tỷ số đã là 2 đều rồi. Dù bị thua trước 2-0. Khá được anh em, mình cảm thấy cái team Bồ Đào Nha này chơi khá là vững luôn, rất là chắc chắn luôn. Đá mình cảm giác là không sợ bất kỳ một đối thủ nào luôn. Dù mình bị thua 2-0 mình vẫn có thể ghi lại liền hai bàn thắng anh em, khá là mạnh. Cả Bernardo Silva, John Mario, Diego Jota, CR7. Ui, giữ gói hàng rất là ngon rồi. Không kể cả Luis Figo đâu nha. Trừ cả Luis Figo thì cái team Bồ Đào Nha hiện tại thì cũng đã quá mạnh rồi. Wow. Luis Figo thì còn tạ thêm, pha xử lý kiểu rất là tạ luôn. Nhưng chỉ cần Bồ Đào Nha những con hàng rất là bình thường thôi, chơi rất là mạnh rồi đây. Trong cái team này thì mình thấy khá là ưng rồi. Tất cả những cầu thủ rất là tuyệt vời rồi. Tiếp theo sẽ là Brazil nha. Anh em cảm thấy cái content này hay nè, hấp dẫn thì anh em có thể để lại một bình luận và một nút like giúp mình nha. Ủng hộ mình bằng một nút đăng ký kênh luôn nha. Để mình có thể có nhiều động lực để ra những cái video kiểu như thế này, Squad Builder, để gửi tới tất cả anh em xem và giải trí cùng mình nè. Tất nhiên rồi, mình chỉ làm những việc có trong cái khả năng của mình thôi nha. Chứ mình không cố để với tới những cái yêu cầu mà quá là gắt gao hay là những yêu cầu khá cao của anh em thì mình chịu nha. Mình chỉ làm một cách bình thường nhất để kiểu như tiếp cận những anh em đơn giản thôi, không có màu mè, không đao to búa lớn nha. Ui, anh bạn lại out game luôn rồi. Anh bạn này khá là cục súc luôn. Chơi game liên tục deadline và bị dặn trước 2-0 và bị gỡ về 2 điều và out luôn cả game. Ui, khá là nóng tính, tính nóng như kem anh em ạ. Ok, chắc đây là cũng là tỷ số kết thúc tỷ số 2 điều trong cái trận đấu đầu tiên rồi. Ui, đá rất là nhịp nhàng luôn, cái team Bồ Đào Nha đá rất là nhịp nhàng luôn anh em. Anh em chỉ cần một CR7 thôi, Diego Jota BB, ui, những con hàng rất là đẹp luôn. Không biết anh em có cảm giác khi mà xem đội tuyển Bồ Đào Nha đá thì có thật sự thích hay không? Chứ riêng bản thân mình xem Bồ Đào Nha đá thật sự rất là thích luôn, rất là chim ưng luôn á. Kiểu như luôn luôn đá hết mình. Nhưng đáng tiếc là cái chiếc vé dự World Cup tiếp theo nó sẽ phải đá vòng vé vớt, khá đáng tiếc. Bồ Đào Nha thì có cái anh bạn CR7 lúc nào cũng phải cháy hết mình vì đội tuyển quốc gia thật sự luôn. Nhìn cái cảm giác anh cống hiến cho đội tuyển quốc gia thật sự rất là tôn trọng CR7 luôn nè. Mấy mùa rồi, lúc nào cũng vậy. Đá về đội tuyển quốc gia là đá hết mình luôn, cống hiến hết sức luôn. Dù cho có bị thế nào cũng phải ra đường biên hò hét luôn. Dù ngồi ngoài vẫn hò hét. Mình nhớ mãi cái ấn tượng cái Euro năm đó nữa, bị chấn thương ra ngoài mà hò hét với lại cả đứng ngang vị trí với ông huấn luyện viên mà hò hét đồng đội luôn, rất là ấn tượng. Đó là một cái tinh thần trong màu áo quốc gia rất là tuyệt vời anh ơi, đã hết mình vì màu cờ sắc áo luôn. Đó ít nhiều cũng là một lý do để mình làm squad builder lần này. Ui, CR7 ra chân rồi. Vừa nói về anh CR7 thì cái đây là trận đấu thứ hai rồi nha anh em.
CR7 đội tuyển bạn, đội của bạn đã ra chân khá nhanh, mở bàn rồi lại bị thua trước rồi. Bernardo Silva mở bóng cho con hàng Bruno Fernandes. Bruno Fernandes vẫn quá tuyệt vời. Ui, và sau đó lại là CR7 ghi bàn. Bộ đôi của Manchester United đã tìm thấy nhau trong cái trận đấu này. Ui, khá được luôn, cái team Bồ Đào Nha này mà đá cảm thấy rất là tự tin luôn. Có thể cân được mọi đối thủ luôn anh em. Đây này. Ui, và cố gắng khống chế bóng và chuyền vào cho CR7 đánh đầu. Tuyệt vời luôn. Bộ đôi tân binh đáng giá của Manchester United. Ui, anh bạn lại xoay. Bạn cố gắng, anh bạn đang thi đấu trong màu áo Liverpool. Ui, khá nguy hiểm. Zakaria. Có hai Zakaria thì như mình đã nói này, pha đó anh em cũng thấy dứt điểm khá là kém. Về cái mặt thể hình, chỉ số sức mạnh đánh chặn thì nó thừa, nhưng mà dứt điểm khá kém. Ui, anh bạn này đang tỷ số lên 2-1 rồi. Lukaku lại là con hàng. Không biết anh em có anh em nào yêu cầu team đội tuyển Bỉ hay không nhỉ? Bỉ cũng là một trong những cái team mình cũng rất là thích này. Anh em nào yêu cầu Bỉ thì có thể comment vào bên dưới nha. Có Lukaku này, có Eden Hazard này, có Courtois. Ôi, những con hàng cũng rất là ngon trong cái team Bỉ. Mình chắc sẽ là ưu tiên những cái kiểu squad builder về đội tuyển quốc gia hơn. Vì với mình ở câu lạc bộ cũng rất là nhiều người đã squad rồi, mình thích cái đội tuyển quốc gia hơn anh em ạ. Ở nơi đó sẽ có những cầu thủ mạnh cũng có, yếu cũng có này. Đá như vậy mình cảm giác nó chân thật hơn. Chứ kiểu như chọn toàn những cầu thủ mạnh hay không thì nó cũng kiểu như nó cũng khá là bình thường. Nếu mình đá những cầu thủ mạnh từng vị trí thì nó cũng dễ dàng hơn một chút. Mà mình thì lại muốn kiểu như làm những cái đội tuyển quốc gia có những cầu thủ mạnh và yếu, và chắc chắn là những cầu thủ phải trên mốc over 100 hết nha, trong cái squad builder của mình. Còn không có đồng đều từ các vị trí, sẽ có mạnh và sẽ có yếu. Như vậy mình sẽ thể hiện những trận đấu kiểu như nó chân thật hơn, để anh em xem trên kênh của mình cảm giác ôi trận đấu này nó kiểu như ngoài đời thật hơn đó. Ui, con chơi Fonte đánh đầu khá là ngon nha nè. Cái con hàng này nó cao 1m91 và có cái power header này, rất là ngon trong đánh đầu nha. Anh em nào mà đang dùng con hàng này thì có thể yên tâm và up lên và chơi thoải mái luôn, nếu dùng cái Skill Boost Destroyer này nha. Ui, đánh đầu rất là khét luôn á. Mình cảm giác con hàng đánh đầu kiểu như đánh đầu 90% là sẽ có bàn luôn. Rất là ngon, con cho Forte. Ui, sao được, trận đấu đã có 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1 rồi. Khá là tưng bừng luôn. Ui, anh bạn đá cũng khá là cống hiến luôn anh em. Xem nào, những trận cầu mở như thế này thật sự rất là cuốn và rất là hay. Xem anh bạn và mình sẽ thể hiện công hiến trận đấu này tiếp tục là tỷ số như thế nào. Ui, Diego Jota khá nhanh anh em, con hàng đá khá là ngọt luôn á. Ui, và chuyền pha này mà xoay về chuyền cho CR7 thì tuyệt vời hơn. Mình kiểu dắt bóng hơi dài một chút. Hiệp đầu tiên đã là 4 bàn thắng. Rất là tưng bừng. Để xem nào, hiệp đấu thứ hai sẽ diễn ra như thế nào. Juan Mario còn hàng khá là đắt này, 5.9 nè. Ui, pha chuyền không được, không tới được vị trí của CR7. Luis Figo vẫn không để là gì luôn anh ạ. Luis Figo tạ cực kỳ. Gurio. Ui, không được rồi. Anh bạn chơi với cái hậu vệ là Varane và Konate. Đây nè. Ui, đây rồi, Luis Figo tạt vào sân. CR7 lại đánh đầu. Ngon thật sự luôn. Cái team này đúng cái kiểu ngoài đời luôn. CR7 gánh team rồi. Cú đúp của CR7 rồi. Ui. Vẫn cậu đúng kiểu là chỉ là anh 7 gánh được những cái trận đấu như thế này. Ui, quả tạt khá dẻo luôn. Varane thì không bắt được CR7 quả đó rồi. Giờ là nhà nhà và người người đều là CR7 rồi. Đỡ đâu cũng gặp CR7. Chỉ cần anh em đã quen con hàng và thuần thục và tay dẻo một tí thôi là CR7 có thể cân mọi trận đấu rồi. Đấy rồi, bên trong là CR7 tiếp tục nào. CR7 không được rồi. Khá đáng tiếc. Ui, cú dứt điểm khá mạnh nhưng là khá đen. Bóng này đập cột. Ui, tấn công khá là tưng bừng luôn. Những cái đội tuyển quốc gia này tấn công khá là, nhìn khá là được mắt luôn. Tưng bừng thật sự luôn. Những trận đấu kiểu này mình cực kỳ thích luôn. Cuốn thật sự. Có thua bao nhiêu cũng được, nhưng mà quan trọng đá vui, đá hết mình là được đó. Ui, con hàng LB Guro đã thu hồi được bóng rồi. Trận này Diego Jota đá cũng khá là nét luôn rồi. Ui, pha chuyền cho con Bernardo Silva kìa. Bên trong lại là Ronaldo nè. Conte đã phá bóng thành công rồi. Juan Mario.
Ui, con John Mario nhìn đúng kiểu ngoài đời thật luôn. Đầu trọc mà da ngăm đen. Ui, ngầu thật sự. Ui, cái tiện của Bồ Đào Nha khá thích. Diogo Jota đã có bóng rồi. Xoay. Ui, pha xử lý khá là tự tin. Vào vòng cấm vẫn xoay. Ok, bây giờ mình sẽ nhắm vào con Conte để cho anh em xem cái khả năng đánh đầu của nó nha. Đây. Đó. Ui, ngon thật sự luôn. Nó đánh đầu rất là tuyệt vời. Cái thẻ cũng còn quá là đẹp luôn anh em. Ultimate này quá là đẹp luôn. Dù OVR khá thấp cho so với mặt bằng chung 102 hiện tại. Khá ngon luôn. Đánh đầu kiểu mình như mình đã nói, 90% là có bàn từ con hàng John Fonte này. Nó được búp cái khả năng đánh đầu rất là ngon và thủ bóng bổng rất là tuyệt vời. Có cái điểm yếu là nó hơi chậm một chút thôi. Và mình chắc cũng không có thời gian để làm bài review về nó, vì nó cũng giờ khá nhiều con hàng còn đang đợi để review. Và kiểu con John Fonte thì không biết, chắc chắn cũng không có thời gian để làm review về nó nên khá đáng tiếc mình, vì mình làm YouTube sau này, mình làm YouTube từ cái sự kiện trước thôi, cho nên bỏ lỡ khá nhiều con hàng nổi bật để giới thiệu tới tất cả anh em, khá đáng tiếc. BB này, ui, Ronaldo kìa, cặp cựu hậu vệ, cựu cầu thủ của Real Madrid, BB và Ronaldo. Ok, một trận đấu tưng bừng với 6 bàn thắng, chiến thắng 4-2 nghiêng về mình nha. Đây xem nào, cú đúp của John Fonte và cú đúp của CR7 luôn anh em ạ. Khá là tưng bừng phải không? Ok, đó là tất cả những gì có trong cái content Squad Builder lần này của mình. Hy vọng gửi tới anh em một cái video hay và hấp dẫn và thật sự lôi cuốn, và cái content này sẽ làm anh em vui khi xem cái video nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nè. Và có những yêu cầu Squad Builder gì thì có thể comment vào bên dưới nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong một video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc anh em một ngày mới thật sự vui nha. Bye bye.